Xin trao đổi với bạn Minh Phạm về cái câu hỏi của bạn thì tôi có lẽ nói rộng một chút là tất cả ung thư đường tiêu hóa nói chung và các cái can thiệp phẫu thuật về ngoại khoa ổ bụng thì bệnh nhân luôn luôn có một cái nguy cơ là tắc ruột sau mổ. Cái nguy cơ này nó có thể đến từ những cái chúng ta cứ hiểu như này cho dễ hiểu này, là cái cơ thể mình sinh ra là một sự hoàn hảo, các cơ quan tổ chức ở trong cơ thể nó được sắp xếp theo một cái trình tự nhất định, và khi mà vì bệnh lý mà phải cần can thiệp thì khi xử lý thì các bác sĩ phải tái tạo lại theo một cái trật tự mới, thì nó có cái nguy cơ là dính các cái quay ruột lại, người ta gọi là tắc ruột sau mổ do dính. Ngoài ra thì còn có các cái nguyên nhân khác do bệnh tiến triển hoặc một số các nguyên nhân khác. Như vậy thì trong trường hợp và tất cả các cái bệnh nhân, nhất là ở khoa chúng tôi là điều trị về ung thư và đường tiêu hóa, ung thư dạ dày, thì tất cả các bệnh nhân khi mà gặp được bác sĩ, chúng tôi việc đầu tiên là phải truyền thông cho bệnh nhân là cái nguy cơ tắc ruột. Cái nguy cơ có nghĩa là gì? Có thể xảy ra hoặc có thể không bao giờ xảy ra, nhưng mà mình phải nhận biết nó và giải quyết như thế nào. Thì cái nguy cơ tắc ruột sau mổ là có thể tắc ruột sớm hoặc có cái nguy cơ có thể muộn hơn, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì tất cả các bệnh nhân đều được giáo dục sức khỏe về vấn đề đó, và các biểu hiện thông thường là có thể là đau bụng cơn, bí trung đại tiện và nôn. Tất cả những triệu chứng đấy là phải kết nối với bác sĩ. Đừng nghĩ rằng là do hôm nay mình ăn cái gì lạ bụng hay là rối loạn tiêu hóa xong cứ ở nhà nghe ngóng. Thì có thể là bởi vì khi tắc ruột sau mổ có rất, khi chúng tôi tìm được nguyên nhân, chúng tôi đầu tiên bao giờ cũng đánh giá xem nó là tối cấp hay là bán tắc ruột hay là ở mức độ có trì hoãn được không. Nhìn chung đấy là một cái cấp cứu có trì hoãn, và khi chúng tôi can thiệp nội khoa, điều trị nội khoa mà cải thiện được tình hình thì có thể tránh được một cái mổ cấp cứu. Thế còn nếu mà chúng ta để muộn hơn, chúng ta nấn ná ở nhà thì có thể phải trả giá bằng mổ cấp cứu hoặc thậm chí là hoại tử ruột hoặc là cắt đoạn ruột. Thế nhân câu hỏi của bạn thì tôi cũng muốn truyền thông về vấn đề là khi chúng ta đã can thiệp ổ bụng thì các bạn hết sức lưu ý về cái nguy cơ tắc ruột sau mổ. Trong trường hợp của bạn Minh Phạm thì cái việc đấy nó đã xảy ra, thì tôi cũng không biết là sau khi mà mổ xong thì các bác sĩ, các phẫu thuật viên đánh giá tình trạng cái nguyên nhân tắc ruột của bạn là cái gì, là do tắc ruột do dính hay là tắc ruột do bệnh tiến triển. Và cái tôi cũng như tôi đã trao đổi là cái tắc ruột do dính là một trong những cái dạng bệnh cảnh có thể diễn ra, chứ chúng ta cũng đừng trách bác sĩ là tại trước bác mổ cho em làm sao mà bây giờ nó dính, chúng ta tuyệt đối là không có cái ý tưởng đó. Thì chúng tôi cũng phải giải thích một lần nữa để cho mình hiểu. Thì trong trường hợp mà sau khi cái hậu phẫu ổn định rồi, thì khi mà sức khỏe ổn định rồi thì chúng ta có thể, nếu như không phải do bệnh tiến triển thì chúng ta có thể tiến hành hóa trị tiếp theo. Nếu như các cái điều kiện về sức khỏe, về chức năng gan thận và các cái toàn trạng có thể ổn định thì chúng ta có thể điều trị tiếp. Nếu như cái tắc ruột đấy nó chỉ là do dính mà nó không phải do bệnh tiến triển. Còn trong trường hợp bệnh tiến triển thì các bác sĩ sẽ phải ngồi xem lại xem là cái phác đồ đang điều trị cho bạn nó có phù hợp hay không, có cần thay đổi hay không. Về như vậy thì chúng ta sẽ phải đối diện với một cái nguy cơ tắc ruột sau mổ và phải hiểu rằng là đấy là một cái biến cố trong xuyên suốt trong cả quá trình điều trị, và thậm chí là sau này khi bệnh ổn định ra viện rồi thì nguy cơ nó vẫn có thể thường trực quay trở lại. Để làm sao chúng ta nhận diện nó và chúng ta cảnh giác với nó, chúng ta biết cái hướng điều trị, biết cái hướng giải quyết và đồng hành. Thế còn về phần dinh dưỡng thì chắc là chúng tôi sẽ phải vừa nghe vừa học hỏi thêm giáo sư Hương. Nhưng mà cũng có một cái, từ cái góc độ bác sĩ lâm sàng thì tôi cũng có khuyến cáo là ngoài cái tắc ruột do dính, do bệnh tiến triển, nó còn có một vấn đề là tắc ruột do bã thức ăn. Nhất là ở những bệnh nhân già thì cái tụy nó đã kém rồi, các cái vấn đề tiết ra các cái men tiêu hóa nó cũng kém hơn. Hoặc là đôi khi là vấn đề mất răng. Mất răng là nhai trệu chạo. Tôi nói ví dụ như bản thân trong gia đình tôi có ông sẽ ăn rất lâu vì ông nhai rất kỹ, ông mới dám nuốt. Tôi thì ăn ảo hay sao? Đấy thì nó cũng là thói quen. Thì chúng ta cũng phải lưu ý là khi chúng ta đã có, chúng ta phải ăn thật là kỹ để làm sao thức ăn nó được nghiền nhỏ, hay là chất xơ, giảm chất xơ. Chất xơ thì rất là tốt nhưng mà nó phải là ở cái mức độ cắt nhỏ. Nếu không thì cái bã thức ăn ấy nó có thể bít tắc và có thể tắc ruột do bã thức ăn. Và thực tế ở bệnh viện chúng tôi nhiều khi mổ cấp cứu ra đã gắp ra những cái bã thức ăn trong lòng ruột. Thì đấy là dưới cái góc độ bác sĩ lâm sàng, chúng tôi rất là muốn trao đổi với bạn về khía cạnh đó. Thế còn về chế độ ăn cụ thể thế nào thì xin mời giáo sư Hương ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Giang. Thì cũng giống như cái ca bệnh trước chúng ta vừa mới trao đổi, bởi vì là bố bạn thì lại cũng là cắt toàn bộ dạ dày. Và như vậy thì là ban nãy cô Giang cũng nói rồi, thì cái đoạn ruột đấy đang làm thêm cả cái chức năng của dạ dày. Tuy nhiên thì cái nguy cơ mà bị tắc ruột thì chúng ta cũng đã đều biết có thể nguyên nhân do dính sau mổ hoặc là do bã thức ăn, cô Giang cũng vừa mới nói rồi. Vậy thì bây giờ nuôi dưỡng bố bạn như thế nào? Bởi vì thông tin bạn cũng không đầy đủ, là tôi cũng không biết là mổ cắt toàn bộ dạ dày từ khi nào và mổ cấp cứu cách đây bao nhiêu lâu. Thế nhưng mà cứ hình dung là coi như là qua cái giai đoạn hậu phẫu rồi và coi như là có thể ăn uống trở lại được rồi thì chắc là bạn mới hỏi câu hỏi này. Còn nếu thông thường là sau một cái cuộc mổ như thế thì bao giờ chúng tôi cũng phải theo dõi bệnh nhân, có thể là sẽ phải nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn trong những 1-2 ngày đầu chẳng hạn, sau đấy thì bắt đầu tập ăn dần các cái chế độ ăn như ở bệnh viện chúng tôi xây dựng. Đầu tiên là thử
cho khởi động lại ruột để nuôi ăn lại, sau đấy rồi dần dần mới bắt đầu súp, rồi sữa, rồi cháo. Đấy, thế thì vì là không có thông tin là bạn mổ cái tắc ruột này ngày nào, cho nên là bây giờ tôi cứ tạm coi như là giai đoạn hậu phẫu đã ổn định rồi. Vậy thì nó cũng giống như trường hợp trên, đấy là chúng ta không có cái dạ dày nữa mà chúng ta chỉ có ruột. Và tôi cũng không biết là sau cái mổ tắc ruột này thì cắt cái đoạn ruột đi mất bao nhiêu nữa, bởi vì nếu mà cắt nhiều ấy thì là lại còn bị rơi vào cái lại hội chứng dumpling hoặc là hội chứng ruột ngắn nữa, thì cái việc nuôi dưỡng nó lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên thì với cái thể trạng là 1m65 và cao 1m65 và nặng 57 cân thì cân nặng nó hơi thấp một chút thôi, chứ cũng chưa đến mức là suy nhược cơ thể nhiều, mất cân nhiều. Vì vậy cho nên là cố gắng để không bị giảm cân nữa mà phải duy trì, hoặc là tốt hơn nữa là phải tăng được cân, bởi vì là mình cũng vừa mới trải qua phẫu thuật xong rồi mình cũng đang dùng hóa chất nữa. Vậy thì cũng giống như lời khuyên của tôi ban nãy, đấy là đầu tiên là phải ăn đủ về mặt năng lượng cũng như là các chất dinh dưỡng. Với một cái cơ thể như thế này thì ít nhất là bố của bạn phải đáp ứng được khoảng 2.500 calo một ngày. Như vậy thì với cái dạ dày mà đã bị cắt đi như thế rồi, chắc chắn là phải ăn nhiều bữa. Và mỗi một bữa chia nhỏ ra như vậy thì cố gắng là phải đạt được khoảng 400 calo. Đấy, và nhân với cả 6 bữa. Đấy nhá, là tôi nói là sau này về bình phục ở nhà để chúng ta chia khoảng 400 calo nhưng mà nhân với 6 bữa để ăn trong một ngày. Vậy thì như thế nào để có được 400 calo? Thì các anh, các chị, các bạn cứ hình dung là một cái bát ăn cơm của chúng ta ấy, một cái bát cơm như thế là chúng ta có được khoảng 250 calo, 260 calo là một cái bát tràng mà chúng ta ăn đầy một bát cơm như thế. Thế rồi thì với một cái bát cơm như thế thì chúng ta sẽ ăn thêm thịt, thêm cá, rồi có thể là thêm đậu phụ để chúng ta tăng cường thêm năng lượng, và đặc biệt là dầu mỡ cũng là một cái nguồn cung cấp năng lượng, bởi vì với cái dạ dày mà nó bé như thế thì chúng ta sẽ không ăn được nhiều bát cơm, đúng không ạ? Và đây là tôi đang nói cơm nhé. Thế còn cháo thì ví dụ như là một tô cháo mà chúng ta nấu để mà ăn vừa như của mình bình thường ấy, là một cái bát ô tô khoảng 500, tức là cái bát ô tô to đấy, 500ml cháo như thế thì nó cũng chỉ đạt được là khoảng 300 calo thôi. Như vậy là một cái bữa mà cho bố bạn ăn được 500 thì chắc chắn là không được rồi, bởi vì cái dạ dày của mình bây giờ nó rất bé. Như vậy là mỗi một cái bữa cháo như thế thì chỉ được khoảng 200-300 cũng đã là quý rồi, thì mình sẽ phải tăng cường thêm dầu, thêm mỡ để tăng calo, bởi vì là 1 gram dầu mỡ thì nó cho 9 kilo calo, trong khi đấy thì 1 gram cái tinh bột hoặc là đạm thì nó chỉ có 4 kilo calo thôi. Vì vậy là để tăng năng lượng thì chúng ta sẽ bổ sung thêm dầu, và thông thường khi điều trị cho các bệnh nhân ung thư thì chúng tôi hay dùng cái dầu molar để tăng cường cái chất béo, tăng cường năng lượng và tăng cường omega cho bệnh nhân. Vậy thì ở đây tôi khuyến cáo, vì cái việc mà bố bạn đã cắt dạ dày và lại phẫu thuật thêm một cái tắc ruột nữa, thì cái việc mà lựa chọn thức ăn cũng như là cái nguồn dinh dưỡng để mà tăng calo là chúng ta tăng thêm dầu ăn vào trong khẩu phần, và chọn các cái thực phẩm mà dầu axit amin tốt như là sữa, như là trứng, vừa mềm vừa dễ tiêu hóa, lại có cái hàm lượng protein cao, chất béo cũng tốt. Và bên cạnh đó thì cái việc rau và quả thì cũng không thể nào mà thiếu được. Vậy thì chúng ta tránh chọn các cái chất xơ thô vì nó dễ gây tắc ruột như là bác sĩ Giang nói rồi, thì chúng ta chọn các cái rau mềm như là rau mồng tơi này, hoặc là rau đay này, hoặc là rau ngót này. Đấy, chúng ta cũng nấu tức là thái nhỏ để cho nó đỡ gây ra cái hiện tượng là thành búi, nó tắc lại. Và nếu mà có thể được thì chúng ta tăng cường thêm sữa chua hoặc là xay sinh tố. Với những người như thế này, quả bơ là một cái quả rất là nhiều năng lượng và ăn cũng rất là dễ, thì chúng ta sẽ xay sinh tố bơ, có thể là bơ với sữa hoặc là bơ với sữa chua. Và đặc biệt những người như thế này thì cái việc tiêu hóa nó kém, cho nên là sữa chua là một trong những cái sản phẩm mà rất là tốt cho những cái người mà có những cái khiếm khuyết ở trong cái đường tiêu hóa của mình. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng là bổ sung mỗi một ngày ít nhất là một bữa sữa chua, hoặc là sinh tố có sữa chua, hoặc là có các cái sản phẩm probiotic, tức là các cái sản phẩm mà tăng cường các cái men tiêu hóa, thì nó giúp cho cái việc tiêu hóa của bố bạn được tốt hơn. Và đặc biệt lưu ý là tránh các cái thức ăn có chất xơ không hòa tan như là măng này, rồi thì các cái quả như là hồng xiêm này, hoặc là các quả ổi xanh, hoặc là những cái quả mà nó có vị chát thì nó cũng dễ là gây ra cái hiện tượng là táo bón và gây tắc cái
cái bã thức ăn ở trong lòng ruột. Đồng thời thì cái việc mà uống nhiều nước nó cũng giải quyết cho chúng ta vấn đề táo bón. Vâng, thì đấy là một số thông tin tôi muốn cung cấp thêm cho bạn.